Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình mới mới quất con máy hàn mic anh em ạ. Đây. Protech nhé. Protech 250 anh em ạ. Đây. Phụ kiện nó đi kèm rất là nhiều nha anh em. Tặng một đôi tay găng tay da bò này. Cái này là cái đồng hồ khí nha anh em. Đây. Với một cái mỡ hàn. Cái này là nó cho 3 mét thôi nha anh em. Cái phụ kiện đi kèm của nó là 3 mét thôi. Nhưng mà cái này mình đổi lên cái dây 5 mét thôi. Đấy, cái này là cái một bộ hàn que nha anh em. Hàn que này thì mình không dùng tới. Đây. Nó có một bộ kìm hàn que. Cái này thì mình không có dùng tới. Cái này là dây khí này. Đây. Nó tặng kèm thêm 10 cái bét này. Với lại là 5 cái này. 5 cái bét hàn này nha anh em. Với lại 5 cái bét hàn này. Nói chung phụ kiện nó đi kèm cũng nhiều đó anh em. Đây. Cái này nó được tặng thêm một cái mũ hàn với lại một cái góc ke 500 nữa nha anh em. Nhưng mà mình không lấy. Mình không lấy cái mũ hàn với lại cái ke góc 500, mình đổi lấy cái cuộn 5 mét này này thì không phải bù tiền. Còn không thì anh em phải bù thêm 350.000 nhé. Đây, cái này nó cho thêm một cuộn hàn không khí nha anh em, cái này không không cần dùng khí, cuộn hàn này 1 ký này, đây, với lại thêm một cuộn hàn có khí nha anh, cuộn này thì 5 ký lận, đây, 5 ký thì hàn không biết khi nào hết đây ạ, đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi test thử luôn nha anh em, mình chưa dùng mic bao giờ, hôm nay mới dùng lần đầu, đây. Chức năng của nó thì nói chung, mấy cái này thì anh em cứ tham khảo trên mạng nha, mình cũng không rành lắm, đây. Đây. Bây giờ mình sẽ test thử cái cuộn dây không dùng khí nha anh em. Cuộn không dùng khí thì nó dùng cái dây 1 ly nhé nha. Cái này dây 1 ly này. Đây. Mình sẽ quay cái mặt 1 ly này vào hướng bên trong nhé. Đây. Bây giờ anh em bấm cái nút này nhé, nó sẽ tự động ra dây này. Đây. Đây nha. Gắn cái tay hàn vào. Anh em lưu ý nhá. Nếu như mình dùng cái cuộn dây mà không khí ấy, thì cái này này mình sẽ gắn qua bên này. Còn nếu như cái này mà mình có khí thì mình sẽ gắn qua bên này. Đây. Cái này vì mình đang test cái cuộn không khí, bây giờ mình sẽ gắn qua bên này. Đây, mát vào đây nhá. Đây. Anh em bấm cuộn này này, bấm cái nút này nó sẽ ra dây nhá. Đây. Giờ nó ra này nhau theo. Để hàn cái cuộn không khí thì anh em bấm vào cái nấc dưới cùng này nhá. Cái này là hàn khí này. Còn cái này thì mình không rõ. Đây, cái này là hàn không khí nhá. Đây, giờ mình sẽ test thử luôn này. Mình đang để 19V 100A nhá anh em. Đây, sẽ hàn thử cách dày. Này, cái sắt dày thì hàn nó tầm ổn anh em. Ok, mình chỉ tầm 30 ampe thôi anh em. 30 hay 25 gì đấy là vừa. Này, mình đang để từ 25 này, 15V nhé, 15.2V này.
Ui lủng luôn anh em ạ. Này chắc là do mình chỉnh lửa to quá anh em. Cũng được anh em ạ, nhưng mà cái đề điện nó hơi lớn, mình giảm xuống một tí nhé. Sách mộng thì nó không tạm được anh em, chắc là do mình hàn chưa quen nên không được đẹp lắm. Đó. Bây giờ mình sẽ thử qua cái hàn khí xem sao nhé. Hàn khí chắc là dễ hàn hơn anh em ạ. Đây anh em, nói chung là mình hàn chưa quen nên là nó cũng không được đẹp lắm anh em. Mình thấy nó cũng chắc chắn đấy. Mình đây mình mới hàn lần đầu anh em, mình không có nhìn nó hàn nó cũng chắc chắn anh em, nhưng mà nó còn xấu lắm, chắc là do mình chưa biết hàn. Anh mic nghe cái tiếng nó phê hơn nhiều anh em ạ. Đây, cũng ok anh em. Nhưng mà mình hàn nó còn hơi xấu nhá, chưa được đẹp. Chưa đẹp lắm anh ạ, cái này chắc phải là còn luyện tập nhiều. Nhìn cũng tạm anh em ạ, chắc phải hàn thêm vài tháng nữa mới ngon được. Nói chung cái tầm giá này thì cũng được anh em. À, con máy này mình mua là 50.500 nha anh em. Mình có để link dưới phần mô tả nha, anh em nào thích có thể mua nhá. Thôi, xin chào anh em nhé.